khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Đây xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngay bây chúng ta lại quay trở lại với Minecraft, nhưng mà chúng ta sẽ sở hữu những món đồ siêu VIP và đồng hành cùng với mình đó là 34 thanh niên. Chào mọi người đi, 4 thanh niên ơi. Hello mọi người. Chứ các bạn ơi, lúc mình đang định chào mấy thanh niên này, nhây thật sự là toàn đi đội cái gì đấy, đội cả cái gì đấy. Đó đây là thanh niên thả lúc này. Ôi, nếu tôi nói không nhầm, đây là cái chỗ là tạo ra phân bón của cái đất công dân. Đây là đội phân bón lên đầu các bạn. Đây là đầu đá này, đầu đá của nó nha. Nhưng mà đây à, đấy bình thường là đầu các bạn đi học phải không, sẽ bị cô giáo chửi là đầu đất đấy, thì đây đầu đất evil. Rồi thì ngày hôm nay chúng ta có mặt ở ngôi làng xinh tươi xinh đẹp này để làm gì đấy, thì để sở hữu một món đồ rất là VIP các bạn ạ. Thôi thì món đồ gì thôi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi, bắt đầu chế tạo rồi. Uầy, bây giờ Núp sẽ cần thế thật rồi, khó nha. Rồi nha, bè mọi người đi kiếm sắt hộ Núp cho đi, để Núp ở đây Núp đi kiếm một quán sắt di động à. Đây là cục sắt di động à. Ghê vậy? Di động. Rồi, cục sắt di động luôn. Ui, xin lỗi. Đâu, ok, cục sắt di động, chào xíu nha. Rồi, cục sắt di động các bạn này. Ui, cục sắt này biết đi luôn. Sang xịn mịn thật sự. Đấy, cho Núp chế tạo cái cúp luôn bạn. Đấy, để có gì vừa đánh anh golem. À, đâu chưa mất không phải, đây là vừa đào sắt. Đấy, ok. Thực ra là mình sẽ phải cần tổng cộng đến, sao nào? Ui, thì chúng ta cần 6 block sắt các bạn ơi. 6 block sắt. 6 block. Ui. Enderman bị nhốt trong nhà này à? Đây, mấy ông nông dân này ác thật sự. Đi chia ra đi. Thôi, đội cái gì nữa ba? Đi kiếm sắt hộ Núp đi, 6 block sắt nha. Còn để Núp ở đây, Núp đi sẽ đi đào quả táo bạn. Đập quả táo bạn, đào cũng đúng mà đập cũng đúng các bạn. Đấy, và sẽ đi kiếm một quả táo. Một quả táo duy nhất. Một cái hang. Duy nhất một quả táo. Và ôi. Cái gì ấy? Nhìn ba nhìn. Ba nhìn. Nhìn lại cái gì? Mấy thì nghỉ tàu lao gì ấy. À, nó sao mình không được quả táo làm gì? Trời ơi. Trời ơi, để nó đập này, nhân phẩm cao thật sự. Đúng các bạn ơi. Nguyên một cái cây không được quả táo này. Chính là bác này, chắc là bác này ăn nhiều này. Cây này gần nhà bác này ăn nhiều phải không? Trời ơi. Một quả nhá. Ui, quả luôn. Núp đi ấy đây. Một quả được chưa? Núp đi kiếm quả thôi được rồi. Sao? Ui. Gì ấy? Thế nên là đôi kiểu gì đấy? Chân này. Trời ơi. Uầy, để Núp. À, đi thôi, thế thì ui đây có quả táo đấy, tôi nói không sai mà. Chắc chắn là có mấy bác giấu táo đi bạn, thôi hai quả cũng được. Thôi bây giờ mọi người đầu bè Núp bảo này, đi kiếm sắt đi, khổ quá cơ mấy thanh niên. Đây, anh đào sắt luôn. Ủa, vừa nãy tôi thấy nhiều kiện rơm đấy đâu lắm mà mấy thanh niên mút hết rồi à? Không hết rồi. À, nhanh như chảo chớp các bạn, người ta gọi là. Ôi, vào làm một cái tôi là ngu làm ám ảnh luôn. Thôi chắc là mình sẽ đi ai ở ngay không để Núp xuống hộ đào sắt này. Đây hát ba này em nè, bật đèn đâu, bật đèn gì, Núp đèn sáng quắc rồi. Ok, đây Núp sẽ đây mọi người tập trung hết đây, chế tạo lò nung đi, làm 6 cái đi, 6 cái block này, chúng ta phải nung được 6 cái block này chúng ta mới có thể chế tạo được đồ VIP. Ôi cái gì ấy. Nhâm ai mọi người qua tìm sắt đây để Núp làm cái lò nung nhỏ. Wow. Đào đi banh, đào sắt đi banh, đây nhiều này. Có làm thì mới có ăn. Trời ơi, không làm mà đòi có sắt là chỉ có tìm anh golem thôi. Golem di động. đặt hết ở đây đi. Để cho mọi người tìm sắt, cho mọi người tự động TP về đây là nung đây luôn. Đây, mình sẽ đây. Đó, ngày hôm nay là sẽ có một món đồ rất là lợi hại bạn. Tôi vừa lấy mình quên không, nó không đào đất. Đào đất không? Rất là lợi hại. Rất là lợi hại luôn, mà lại có cả hai tiền luôn. Đâu, múc cả đâu ấy. Cái gì? Lò nung đâu? Đấy, lò nung đây, trên đây này, bỏ cái đầu đất ra ba. Đầu gỗ. Đầu gỗ. Đây hai cục đất. Đó, hai cục đất tạm thời đây, làm gì đây, mình sẽ đào ít than đây. Đó. Wow. Ngon ngay các bạn. Tính ra là đây là cái hang tự nhiên ngay gần làng luôn. 18 cục. 18 cục đấy, đúng mê. Ui giời ơi. Ban này vào đây đâu thì cục rồi nè. Hai nó xịt thật sự quá. Ui, hôm nay có 6 cục đi chan luôn. Đây anh thấy cái lồng carbon trong này đây. Lúc này chan. Thôi nó đi làm. Nó sắp đi. Nó vào đi chan. One hour later. Đây. Ra được luôn này Núp ạ. Đâu? Thừa rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Lung rồi. À, có con đào lên phải không? Đợi nung thôi á. Lũ à, vậy kìa còn đào cái gì nữa không? Trời ơi, 4 người đào mà Núp nhanh không chứ. Ok, thế chắc là mình 6 à, tí chắc thiếu để Núp lượm tí. 27 28
Ok. Dư xăng rồi các bạn ơi. Đây để mình chế tạo nốt mấy block sắt ạ. Đó. Đây, ngày hôm nay là chúng ta sẽ piu. Đấy, bỏ đây, bỏ đây, bỏ đây và chúng ta. Ui. Điện thoại VIP. Đấy. Ui. Thấy không? Có điện thoại đen trắng thời kỳ đồ đá. What? Nokia hả? Đó, các bạn nào có biết cái điện thoại này không? Nokia. Nói chung là ngày trước rồi, ôi chắc là phải gọi là thời kỳ xa xưa, thời bố mẹ chúng ta đấy, thời ngày xưa thì mới nhận ra điện thoại này, còn thời bây giờ toàn thấy gọi là iPhone rồi, ôi xịn sò rồi. Đây thì ngày hôm nay là Núp sẽ sở hữu điện thoại VIP của bạn. Gọi điện thoại của Núp. Gọi cho ai mang tiền đến. Để Núp gọi cho ai nhá. Alo. Gọi bị xèo được không? Ui. Một ui. Giờ gì đây? Mấy bác thơm rồi đây. Ui, mấy bác này đi đâu này? Mấy bác này đi. Mấy bác có giúp mình đi mai không? Cương luôn kìa. Bác này. Gọi bị xèo. Bác này. Bác đi đâu ấy? Ủa? Bác nhìn gì vậy? Bác này làm gì? Bác đang nhìn này. Xong. Alo. Gọi cho vui giờ. Alo. Ôi, bác này đi làm gì này? Bác này bay vậy? Ơi, chết rồi, thế còn mấy bác kia đấy nhá. Mọi người đi theo bác đấy đi, để Núp thử đi theo bác bên này nào. Ờ, bác bên này thì đứng im. Bác này chả làm gì. Bác ơi, bác đi làm gì thế lời phải không? Đập cho bác phát nào. Ủa, đập bác mang tiêu rồi. Bác bên này mất tiêu rồi. Ờ, đây bác bên này lại qua bên này rồi. Đây. Nè, do phải Núp đi theo mới được hay sao? Đâu để Núp. Ui, không có bác nào ở bên này này. Núp thấy có bác đi mai bên này, thử qua đây thử xem nha. Rồi, bác ơi bác. Ơ, bác lại mất luôn rồi. Thầy luôn bác phải rảnh thật sự, bác này ăn mấy đào đá được bạn ơi. Thứ nha, Núp vừa thấy Núp vừa thấy có một bác đào ở xuống sâu kìa. Hình như là triệu hồi. À nè nấp. Đấy nè, Núp dưới này. Đâu? Đây. Ui. Đang đào xuống theo đường của bác. Đâu? Mình múc ra mà luôn. À, từ từ thôi. Sao chui đâu này? Từ từ thôi. Sao mà đâu này? Từ từ thôi, chui đâu này? H3 kìa, H3 dưới kìa. Đâu? Ờ, đâu H3 công chuyện buồn rồi. Zeno á, gọi đây Zeno này, có Zeno này. Ui, có kim cương đúng không? Đúng không? Kim cương. Đâu kim cương đâu? Ui, mỗi bác nhìn lava luôn. Ủa, đâu sao lại thành lava rồi? Ủa, là sao? Sao nhìn bác? Đóng bác này nha. Lâm. Bác này xuống đây tìm kim cương mà. À đây kim cương rồi. Đây chưa? Ui rồi, ui bác chất đây. Rồi bác. Giấu luôn. Từ từ chúng ta. Từ từ thôi. Này bác nào mới đọc bây giờ? Rồi ok chúng ta lấy kim cương ba này. Ui. Ngon ngay các bạn. Hết rồi. Đấy. Để nâng cấp lên cái điện thoại tiếp theo ấy thì chúng ta sẽ phải cần bây giờ chia ra nhá. Xem nào, hai thanh niên đi đào đi hái táo đi. Đấy, chúng ta cần đến 8 quả táo tiếp. Đấy, nhưng mà thôi cứ nhiều vào. Đấy, còn ở đây là đi kiếm kim cương các bạn để chế tạo táo kim cương để nâng cấp lên cái điện thoại khác. À, mình sẽ lấy táo đã. Gọi alo cho nhiều bác thợ mỏ một xíu. Bác này cứ nhìn cái gì các bạn? Có hiểu thật sự, bác ơi đi kiếm kim cương đi. Đây. Bác ơi bảo chưa trả tiền đấy. Còn Núp đi kiếm kim cương. Đây. Wow. Đây Núp đã có 3 viên kim cương bạn. Sao mấy bác này cứ nhìn đi kiếm táo này. Ngần to te nhìn gì ta? Bác đòi tiền công đấy. Rồi, bác ơi. Rồi. Gọi tiếp bác khác các bạn ơi. Trời ơi điện thoại vô hạn. Chắc bác nó mệt á. Gọi thoải mái mà các bạn. Ui. Rồi, xong các bạn ơi. Gọi mãi với bác này ra đây tắm mà. Bác này ra đây tắm rồi thế nào? Rồi. Bác. Ui. Không mấy bác này không nghe không. Dùng táo đi bác. Không nghe cuộc điện thoại mình bác ơi. Gọi đến xong mấy bác ấy bỏ đi tới nhà mình sẽ đứng đây thử xem nào. Hay mấy bác này ngửa cuốn đây ta. Bác ơi. Đây, mình trèo lên đây đi. Ui, thế thì hay là chỗ này không có kim cương thì mấy bác nhìn không bác. Đi vào ta. Ừ. Ok, mình sẽ xuống hẳn dưới đây. Đầu kìa. Ui, dưới đầu ăn kìa. Ở trên này lại có hình trái tim này, quá. I don't know. Trái tim biết lơ lửng trên không. I don't biết. Mấy bác yêu nhau rồi. Mấy bác bạn được mấy quả táo rồi bạn. Đấy, bạn ơi. Bánh được 4 quả rồi. Ôi, hiểu đấy, thật sự. Đào, dạ. Đây nha. 5 quả rồi đấy. Bác này không chịu đi đào. Trời ơi, ai ở trên kia không để Núp TP lên à? Đây, đang đập lá rất là nhiệt tình và say mê. Trời ơi, mấy bác ở đây không nghe rồi, tớ ra mình thử TP lên thanh niên khang đi. Đâu, ấy, từ đâu để Núp thử chạy qua đây để gọi lại nào, hay là phải đứng thế này hay gì đấy mất sóng ta. Dễ thế lắm các bạn. Đây, đứng đây à, gọi một cái quá bạn ạ. Hơi. Đâu, mấy bác này định đi làm gì đây? Ơ kìa. À đây. Ui giời ơi. À, hóa ra không có ôi, sóng thật. Ba bác chia ui, nhau ra kìa. Chia nhau ra, mỗi người đi một ngả. Đây, Núp đi cùng bác này. Bên đấy có kim cương thì
Đấy. Tôi có một bác đứng này. Trời bác này ơi. Xuyên qua nước rồi. Ui. Bác đi xuyên qua nước à? Ui, bác này đào đào có kim cương này bạn. Ui. Tôi thấy bác này có hy vọng này, niềm tin và hy vọng này. Chạy nhanh chạy nhanh chạy nhanh chạy nhanh. Ui. Ủa? Ê bác của Vanh biến mất luôn rồi. À thấy kim cương đây. Biến mất ra thế là kim cương ở đâu đó gần đấy đấy. Từ từ đào thẳng cái đường đấy đấy. Lúc thấy kim cương rồi này. Ui. Sáng xịn mịn liền đó bạn. Hình ra bác ơi. Trời mấy bác này đông nè. Ui. Hay là bác này lại đi đào tiếp à. Ui. Xịn thật sự. Biến mất ở đây luôn này. Ui đội quân thợ mỏ đấy. Tháo đi đào xung quanh đấy thể nào chả có. Rồi nhưng mà hình như không có. Rồi. Ui. Xịn thật sự bạn ơi. Đấy các bạn thấy không. Ngon. Ui bác này lại đi tìm nguyên thải luôn chứ mấy bác này lười. Có mỗi bác này chăm chỉ thôi. Ui lại kim cương này. Xin thật sự. Ui bác ơi bác đào cháu cái lava cháu sợ quá. Rồi hay quá bác. Bác đúng là ai chạy. Ui 17 viên kim cương các bạn. Sao bác đào lên. Ui sao nhiều bác thế này. Ui ôi. Mấy bác đứng nhung nhúc đây. Thà luôn mấy bác này lười lava quá rồi. Mấy bác này lười quá không chịu làm nè. Rồi gọi đến giúp đỡ đi mai mà bác này. Ui mấy bác này tắm lava rồi. À. Gọi em cái nữa các bạn. Hay alo là phải cho bác ý ăn cái gì nhỉ? Ai không ăn cái gì đâu. Mình ăn lava rồi đấy. Nóng quá. À, chắc là mình xem nào cứ chế được cái nào hay cái đấy các bạn ơi. Ha à, kiếm kim cương khó quá mà luôn. Bảo mấy thanh niên kia mà đi kiếm kim cương rồi. Đấy. À, chúng ta xem nào. Ui mới được ui mới được có một nửa các bạn ơi. Kiếm mãi mới được có 4 quả táo ấy. Tự nhiên gọi thêm mấy bác này nữa này. Mấy bác đi kiếm hộ cháu ấy. Rồi mấy bác cần kiếm cái gì không các bạn à? Đào kim cương. Mấy thanh niên có đuổi xem mấy cái bác vừa núp triệu hồi ra không đây. Trời ơi. Ồ mấy bác này. Thải luôn mấy bác này cứ ngắm cây các bạn. Cay thật. Ngắm gì ta. Ôi có bác này đào này đúng rồi. Có bác này đào. Đào không bác này đào linh ta linh tinh gì thôi. Thải luôn bác này đào một đường thẳng luôn. Ai cho núp này. Đào quá. Đào mọi người vừa ấy lượm được nhiều kim cương. Ui đây này có mấy bác này. Đào. Này nha bác nha. Trời ơi, chết dở rồi bác. Lúc ơi. Lúc bảo đào thì không đào. Ở đấy các bạn thấy không, lần này, ui chết dở, ai ngăn cản bác. À, cho hai viên kim cương nữa này. Đâu, hai viên làm gì, trời ơi, núp, ui. Này, chuẩn bị lại bác đấy sẽ ngon lên đào. Đấy, tôi biết đấy mà, trời, bác này. Thế nhở. Này, bố mình nhịn nó lâu lắm rồi đi nhá. Thế nhà đâu, núp để núp chế luôn cái điện thoại các bạn này, nâng cấp luôn. Đấy, chúng ta có, ui, điện thoại Paro, wow. Đâu. Đây, điện thoại của Paro đây. Ôi, sao nhìn cái này CIA vậy? Ui, chết giờ, chúng ta... Ui, nhiều bạn. Sao? Gọi để làm gì bạn? Alo xem nào. Ủa, sao không alo, mấy anh thử máu có đâu mà. Có ai đây không nhỉ? Đây, điện thoại tự mình dùng nhỉ? Ủa? Gọi ai nhỉ? Thế mà gọi có được cái gì đâu bạn? Hình như vẫn ra mấy thêm anh thợ mỏ ấy. Ra mấy thêm anh thợ mỏ ấy. Rồi xong rồi bạn ơi. Ôi có cái gì đấy? Mới mua căn nhà đâu? Bảo sao? Ui. Đúng mới mua nhà. What? Ui, không không. Đây là cái làng. Đây là cái làng luôn rồi. Ui một cái tò luôn, một cái lâu đài. Tò là cái gì bà? Tò thành á, tò thành á. Đấy để mình đi tham quan. Ui. Xịn thật sự bạn ơi, đây là cái tòa lâu đài à? Ui bác người dân đứng đây. Đây là gaming house của Noob Team. Gaming house thứ 3, đây là tòa lâu đài bằng kim cương nè. Ui. Trời ơi. Lâu đài Club. Xịn xò thật sự luôn. Đấy, thao hồ mà đào kim cương đi. Lần này là khỏi cần đó bạn. Ui. Đào đi với bạn trẻ. Đâu rồi, mình vừa gọi là gọi điện đưa mấy bác thợ mỏ về hết rồi. Mấy bác không về làm với vợ với con rồi. Về với vợ với con hết rồi. Ui. Bây giờ là chúng ta sẽ phải xem nào. Đấy, bây giờ là chúng ta để nâng cấp lên cái điện thoại tiếp theo là chúng ta sẽ phải cần Obsidian. Đấy, cần nhiều Obsidian nha. Ui dồi. 8 Obsidian chúng ta sẽ nâng cấp được một quả táo lên được một quả táo. Đấy, thì tôi nhận để núp sẽ phải cần. Đây, bây giờ chúng ta sẽ phải cần xem nào. Táo kim cương các bạn. Đó. Ui, mọi người hình như là có nước ở đây này. Có xem có lava không rồi đi tìm đào Obsidian hộ núp ấy. Ui. Núp sẽ đây, núp sẽ chế mấy cái cần thiết để chúng ta nâng cấp lên. Ôi ơi, trong nhà có Obsidian luôn nè. Trời ơi, bà mà đào. Không, nhưng mà ít. Thôi cứ ai. Ui, thế không sao, để núp gọi thêm mấy bác nữa. Ui giời. Gọi điện về chứ xây ấy luôn. Ui giời, tưởng gì. Ai, 12 quả. Ủa. Táo vàng. À đâu, quên mất táo kim cương được rồi. Đào. Ủa? Obsidian đâu? Nấp cả bao nhiêu nấp? Cả bao nhiêu nấp rồi? Bây giờ chúng ta cứ tính đây. 8. Ui giời, đấy, đúng Obsidian này. Đào đi, đào đây, đào hụi nhau đào. Đây, qua đây hụi nhau đào đi. 1 hour later. Đâu, đi đào đặt ra đi. Đây, đào vứt Obsidian này, núp nâng cấp được bao nhiêu, núp thiếu bao nhiêu núp sẽ báo. Ờ, còn thanh như nào, còn Obsidian không? Đây, đây, tạo giùm núp luôn nè. 12 này. Wow.
Đó, ui, được 3 quả này. Rồi, ok, 3 quả, 5 quả rồi. 6 quả rồi. Đi ngoài xịn lắm đấy. 7 quả rồi, ui, còn thiếu xíu nữa rồi. Rồi, ok, đủ rồi đấy, không phải đào đâu, đào này gãy tay đấy. Rồi, bây giờ là cái quả táo này, quả táo hacker các bạn ơi. Ui, chúng ta sẽ bỏ cái điện thoại Pro vào và chúng ta có điện thoại hacker. Ui. Điện thoại hack cả thế giới luôn. Cái này giống điện thoại iPhone quá ta. Giống điện thoại iPhone 11 quá ta. cũng dùng Apple luôn. Ta luôn dùng táo các bạn. Đâu, từ nha, xem cái này là gọi triệu hồi ra cái gì đây. Alo, nghe rõ trả lời. Ui. Có camera không? Ui. Thôi có gì này? Thiên thạch. Có bên trong có gì không? Có những bên trong có nhiều điện thoại. Để lúc gọi. Ui, cái này gọi ra thiên thạch rơi các bạn ơi. Ui, xịn đây. Ui da, ui rồi, ui rồi, tưởng chết được rồi. Trời ơi, đè chết luôn rồi nè. Ui, cái này là gọi là chắc là út. Rồi, đâu, cụ đi chân lạnh toát. Đôi chân lạnh toát. Khó chịu thật sự bạn ơi. Rồi, ui, may quá. Ui, sao mình lại hồi sinh đây luôn nhỉ? Nào, mình sẽ tìm bên qua cho bên, à đây. Ok, đào đi đào, mọi người xem kiểm tra xem thiên thạch. Ồ, có bác kia không, gọi bác kia ra. Ui, bên trong có kim cương. Ui, bên này nó lõi kim cương mấy bạn ơi. Trời ơi. Lõi kim cương. Ui. Lõi thật đấy. Ui, bên ngoài là được bao bọc bằng nether right. Ui, trong có dương này. Yeah. Ui, có dương kìa. Có dương nha. Ui. Ui. Wow. Tôi xin. Đó kìa 1 triệu, kìa 1 tỷ nha em. Ui, mang vô, mang vô. Ủa sao có đôi dài kìa. Trời ơi. Hình không, hình như là dương. Dương này nó bị chèn rồi. Đúng rồi, nó bị chèn nhau rồi, nó không mất đâu dài luôn. Tô tem với các thứ này mọi người. Xịn thật sự. Đôi dài tôi đâu? Tôi đào tiếp xem mà xem còn không. Không, lúc nãy đi đào cái thiên tài khác đây, thiên tài bị lỗi rồi. Ôi nhìn cái rương này ma chết. Ôi tôi bơi H3 này nó ơi. Đâu? H3 qua đây, qua đây. Thú gì vậy? Gì mà ghê gợn vậy? Có chứ. À đây này, hai cái rương đây. Đây, rương này. Đấy, có đâu dài đấy, thấy chưa? Mình như thế, ui dồi ôi. Có phải là như vậy. Xịn. Mà lụm nhanh vậy? Ai biết. Lấy hết thôi. Nhanh. Ui. Gì nhanh đi vậy? Chết rồi. À đây rồi. Đấy, ui có cúp xịn này, đào thoải mái đi. Ui giỏi ơi. Đây, cho mượn cái cúp đi. Đây, để núp gọi alo là có liền. Alo là có liền luôn. Đấy, ui dương bên này đây. Có liền thật nè. Thế đi lấy đi, cung kiếp các thứ này. Ui cái Ender Portal rồi, ok mình lấy mấy cái này để mình có thể là triệu hồi dòng bạn. Ui. Rồi. Rồi, Vanh có bàn chế tạo đấy. Ui, thật. Bàn chế tạo đây. Đâu, đặt ra để núp vứt mấy cái đồ này đã. Lắm khoác các bạn ơi. Đây, bây giờ là mình sẽ phải cần đến táo kim cương phải không? Ok, đâu. Phải nâng cấp từng táo một đó bạn, cái này phải nâng cấp cả táo nữa. À, chúng ta sẽ nâng cấp táo kim cương trước này. Đó. Ui, 7 quả táo kim cương phải không? Ok, 9 quả táo kim cương. 10 quả táo kim cương rồi, bây giờ chúng ta sẽ lại nâng cấp lên Obsidian. Đâu, ai có Obsidian mang đi cho núp nha. Đâu? Đây, đằng sau. Quay. Đây, cứ vứt vào người núp em, để. Rồi, mấy thanh niên không vứt vào người làm sao nó rơi vào dương quá. Đây, hút. Rồi, ok. Tiếp, nhanh. Rồi. Ui, rồi, ok, chắc là đủ rồi bạn. Ui, giỏi rồi, đấy, 8 quả táo này, bắt đầu chúng ta sẽ cần netherite block thì mình có nhiều lắm. Trời ơi, nhà thì không có gì ngoài điều kiện. Ui, chết giỏi rồi, quên mất rồi bạn ơi, cái này nâng cấp là, ui, cần vàng. Cần 3 block vàng. Ui, chết rồi. 3 block vàng. Đi kiếm vàng đi. Vừa lên có thanh niên nhặt vàng đấy. Đúng quên mất rồi. Nhặt này. Phải cần đến cả vàng kiếm cơ. Đâu. 3 block vàng nha. Ui, thử đi kiếm xem xung quanh cái lâu đài này có. Có vàng không? Nhưng mà đợi Nung đã. À là đợi Nung. Nung nè. Ui. Rồi đâu. Chắc là ở trên có, trên tầng cao chắc có. Đây để mình chế tạo các bạn thì chan á. Đâu rồi, vàng thanh niên là vừa bảo có đâu, mang vứt đây cho nút nào để nút nâng cấp cái. Ui. Chúng ta sẽ phải cần đến vàng các bạn. Đâu? Sao quay? Ui. Đây, chúng ta sẽ vứt quả táo gọi là đúng nhỉ? Đâu đó. Quả táo hacker phải không? Cái này bỏ quả táo hacker đây. Ui. 2 block kim cương phải không? Đó. Ui. Đấy các bạn thấy không? Ui, chết giả rồi. Táo gót sao nào? Ui, được quả táo cầu vồng luôn. Ui, chết giả rồi. Đâu vàng nữa. Ui, càng nhiều càng tốt. Đây. Để giúp chế thêm. Ui. Tính ra vừa lấy ê, cái chưa thành gì? Block. Đó. Mới nung thôi. Chế đi ai có chế luôn thành block luôn núp. Ui, núp sẽ cần khá là nhiều bạn ơi. Ê, Vanh có 6 block à. Đâu, 6 block đâu. Chúng ta cần chế tổng cộng là 8 quả bạn ơi. Ui giời. Đây mỗi 10.
Đâu craft thành block đi. À, đây. Rồi dồn hết vàng cái đây nào. Đây, chúng ta có được thêm 3 quả, 4 quả. Ui. Ờ để núp chế đây. Cái này chế khó thật các bạn ạ. Thôi. Đây. Đây. Đâu? 4 tài này. Tài nguyên thêm. 5 này. Ui. Rồi, ok, 8 quả rồi bạn. Đó, bây giờ là mình sẽ bao quanh mãi thêm 4 block này. Chả cần nữa đâu. Rồi. Đây, điện thoại God các bạn ơi. Ui. Ôi ôi đâu đâu đâu, xem nào, điện thoại God là cái gì đây? Ui, cái gì đây? Vệ sĩ. Vệ sĩ. Ui. Trời ơi, gọi vệ sĩ luôn. Ui, quân đội hoàng gia. Đấm vệ sĩ đi. Ôi, cái gì đấy? Thanh niên sao lại đấm vệ sĩ của Noob? Láo à. Trời ơi. Dạ. Bay bay bay. Ôi. Ờ. Ôi. Rồi luôn. Ui. Téo 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 téo. Vệ sĩ hồi sinh à. Đâu thủ đấm cây không ấy. Vệ sĩ hồi sinh à Noob. Ôi. Tệ luôn chứ. Đây luôn là hình như là mình gọi vệ sĩ này mình có khả năng bất tử các bạn ơi. Thử đánh lúc nào, thử đánh lúc nào. Đánh không được đâu. Ờ, đánh không được. Ui ôi, vệ sĩ đấm luôn. Chết luôn. Nhưng mà mấy tên này đấm. Thôi thôi, tên nó không động vào đâu. Mình sẽ triệu hồi nhiều vệ sĩ. Vệ sĩ ơi, hộ em ơi, mấy tên này láo. Ui giời ơi. Ui. À, chém một cái vệ sĩ đi. Ui. Đấm vệ sĩ. Vệ sĩ này ăn cái gì vậy? Ta, đâu để núp đây, nói chung là triệu hồi ra vệ sĩ là mình sẽ được có khả năng bất tử, những hệ vệ sĩ sẽ bảo vệ mình các bạn. Nhưng bây giờ là để mình qua cái thế giới The End á, đi đánh con rồng đi mọi người. Bay rồi, ok, để núp gọi vệ sĩ ra để hỗ trợ nha các bạn. Vệ sĩ đâu rồi? Ui, nhưng mà bây giờ làm nào để con rồng nó xuống? Ta lúc này làm nào để con rồng nó xuống? Ui, con rồng thật khó quá. Bây giờ con rồng nó xuống thì auto là nó sẽ bị kiểu như là nếu mà mình kéo nó xuống thì nó sẽ bị chết ngay. Thôi bởi vì cái này chăn đâu 1 tỷ, nhưng mà lúc cởi ra đi, lúc chăn nó xuống đi. Bay 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 để lúc bay lên phá mấy cái Ender Crystal đã. Đấy, xong rồi đấy. Ui giời ơi, nó đánh chết luôn rồi. Ui nó bay nó đảo mông mọi người bay. Trời ơi các bạn đâu. Ui. À đây là có con này hay, có con này. Vệ sĩ tấn công đi. Bị chết rồi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ phải đánh vào đây. Đấy. Rồi, chết quẹo luôn. À, vệ sĩ mình đá cái. Trời ơi. Chó luôn. Tha luôn. Chết quẹo luôn bạn ơi. Ôi, vệ sĩ đá cái anh cướp biển chết. Lúc tấm vào anh là núp chết. Đâu, không, núp không chết được. Không bao giờ. Bao giờ, nha. Núp có vệ sĩ bảo vệ còn không bao giờ chết. Không bao giờ bị làm sao luôn. Ok thì có lẽ rằng clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi bạn ơi. Đó thì ngày hôm nay là mình đã chế tạo thành công nói chung là những cái điện thoại VIP nhất ở trong Minecraft rồi. Bạn ấy xịn sò không? Thì bạn hãy comment ở phía dưới nha. Và đừng quên là comment những cái thử thách đồ VIP đặt ra cho mình ở phía dưới. Đó thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh của mình nha. Và đừng quên là qua kênh của tất cả mọi người trong Noob Team ấn đăng ký ủng hộ nha. Và xin chào gặp lại. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Tiện đây thì mình sẽ thông báo cho bạn một tin, đó là sắp tới mình sẽ up thêm video ở trên trang Facebook của mình, đó là trang Facebook T Gaming. Có nghĩa rằng một ngày mình sẽ sản xuất ra 3 video, 2 video mình up ở trên YouTube cũng như là 1 video ở trên Facebook. Thế nên là các bạn muốn xem video mới nhất của mình thì các bạn có thể lên Facebook tìm kiếm T Gaming, sau đó ấn like cũng như ấn theo dõi kênh Facebook của mình. Hoặc là các bạn có thể truy cập đường link ở phía dưới phần mô tả cũng như là phần comment. Hiện tại là mình chỉ có một trang Facebook duy nhất, đó là Team Gaming này thôi. Hiện tại là trang đã đạt hơn 19.000 lượt like cũng như là hơn 22.000 lượt follow. Đó thì các bạn đừng quên truy cập vào ấn like cũng như là follow nha. Thì mình đăng video độc quyền duy nhất ở trên Facebook rồi. Thế nên là bạn nào muốn xem video thì các bạn có thể truy cập vào đây để xem nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.